tới nhà này chú chạy cho ba mày mua ha. Yeah, yeah, yeah. Ba con mua con cái à. Coi phim dốc tình này bị nhiễm. Nói gì cái đó chuyện dốc tình không à. Ôi, ôi chừng má nè. Gì nữa, nói nữa hả? Đây là cô Tư, cô Dín nè. Đứng đó cho, đứng đó cho, đứng đó cho đó, lòng á. Có tờ thiên xuất hiện Đà Lạt. Đây là phòng của Vua Bảo Đại. Người đâu? Thank you.
đi với cái tiền nói vô thì hoa sáng đang quấn một người xóa hình đó ra ha anh Vinh. Hồi xưa mà
phòng công chúa rực rỡ quá. Kêu ông nội ơi, con thấy con đẹp trai không? Đi đây nè con. Tìm mất tiền. Chuẩn bị vô vườn hoa nha. Vườn hoa cũng từ thiên nữa, ở đâu có từ thiên nữa. Thank you.
Đứng đây là ngang. Ngang này lấy nữa thôi. Đây là hồ sông Hương. Quá lý tưởng. Bám khỉ con. Khỉ không à. Cô bay gà, gọi luôn ra. Cô bay với cậu bay chồng. Bà bay đến nhìn dốt ra. Thôi. Chịu ra. Đi. Mượn chiếc ghim ta lên ngồi kìa để chụp cho ta. Lấy con mắt mà mắt để đâu không mà lấy đâu. Đứng lên đi. Kìa. 2, 3 đứng lên là làm viên đó. Đéo, kêu uống bà áo rồi phát 18 ngàn. Mày chụp đâu? Không. Mày chụp cho kiểu ơi. Mày chụp nè, ba. Đây, 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 ngủ lộ đây nè. Tao đứng lên làm kiểu nãy giờ kìa. Ôi. À. Lẹ lẹ lên nha. Vô chạy xuống đây chụp bốn đứa nhảy xuống. Rồi nhảy xuống chụp bốn đứa. Quay đường đâu nhảy. Nè, cười. Lùng đàng hoàng ơi. Bị làm gì vậy? Ơi. Quá đẹp luôn. Có hồ sông quắc. Chụp đâu? Làm tắm đi, làm tắm đi. Vâng. Sao? Mới đây hai chụp tắm rồi. Muốn tới kìa. Tắm này đưa lên người mẫu được á. Nè, chụp nè. Ừ. Quá đẹp. Đi lên hết rồi đừng xuống nó nữa, cô Bi đòi xuống á. Hả? Đi lên luôn. Lên. Đi lên luôn. Chạy nhẹ lắm, đi chạy nhẹ. Chạy. Đâu? Á lạnh không đâu? Xe. 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 Xe.
ơi. Mấy con tôi buồn cái gì không biết nữa. Bi buồn khổ. Gì vậy Bi? Sao Bi buồn vậy Bi? Bồ bỏ con hả con? Cây không có trồng ra. Con bị bồ bỏ hả con? Thất tình hả con? Sợ dặn luôn rồi. Buồn dữ gì không biết nữa. Thất tình hả con? Quay qua cái coi. Gọi khóc nó mình. Để bắt đầu vô thung lũng tình yêu à. Tắm. Ừ, ý. Xuống không hay là đi? Đi chùa luôn đi. Đi được không? Ừ, đứng qua đây đứng nè, cho nó thấy đường coi mày lùng lút quá. Trời ơi, cầm được bánh anh nè. Chụp luôn, có sao đâu. Chụp chưa? Chưa. 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 Mận ơi. Nó thấy mận rồi. Mày quay tao coi đi đẹp không? Nhó lên, trời quý quay lên sao thấy, thấy được. Quay cái gót giò thấy mặt chứ. Biết đẹp hay không chứ. Ừ. Ui giống quỷ quá. Giống ác quỷ quá. Cười lên cái coi. Ừ. Trời đẹp trai quá ha. Bye bye chứ mới ghê chứ. Tham ăn quá. Tham ăn quá. Ăn không? Rồi được rồi. Bi nè, vô Bi nè. Bi đâu, Bi đâu? Chín chín đừng có dùng cái tay. Cứ quay dùng cái tay là Bi ơi. Bi ơi. Sống đi tới vậy trời. Đứng vậy nó quay làm chỉnh lên. Đứng nó làm người mẫu hay giống quỷ quá ông ơi. Woo, ghê quá Bi ghê quá. Mẹ đâu rồi? Ê mày quay tao giống dáng đứng bánh xe không Dung? Ủa, hơi hơi giống gì vậy? Hơi giống. Để tay chân nó nhẹ nhẹ. Gì leo xe ngoài hết rồi kìa. Còn có 2 3 tấm chụp cho nó hết luôn rồi. Thì đi bật bu cho. Rồi, hả? À nó đi tới ổng kia nó quay về hả? Ờ quay em đòn hả? Nó quay trở về hả? Tháp treo Đà Lạt à. Đi nữa, nó tuột xuống nữa. Có mà đi qua đó chứ ở trên nó. Nó quay lên sao chút tụt. Ở đó mà đi xuống nữa. Chút xíu ai đi. Chút xíu nhìn thấy hết rồi đi. Mới tới tháp Preng này. Hai luôn hả?
kêu mà kêu sao kêu sao kêu 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 má mày chồng thì phai ấy rồi đang à, ăn a à, mặn á mặn hả à, ăn à. Rồi trống cỡ này nó không kính ra cỡ không đi qua thác đi đây có gì đâu đẹp em chịu quá chưa đi. Qua đó kìa anh ơi đi anh. Này cái ổng đi này dòng qua rồi thác, qua thác. Lên lên mềm la mềm lắm có cái gì đâu mà nó đi mở đó thác thật nó đẹp ở vô vô chỗ này có cái thác này thôi à. Anh gái ơi, chú uống xong ra chụp hình với riêng cái đẹp em. Bố. Để mình coi nha. Có được không? Đập. Bye. Đẩy không. Cho thêm một bộ đồ nguyên nha, chị mang cái là áo rồi sầu áo thì em có cần chị thay cho áo à? Con cầm xin thử thôi, con mặc thử đi chị. Má ơi mặc không? Ai? Xin thử chụp hình đi. Đây, đúng rồi.
Ghiền đi lắm hả Bi? Bi nè. Nè. À. Cuca. Alibaba. Alibaba. Chúng mà
bao sơ nó mệt. Cái thế nên là khổ ấy. Được cái gì? Tay phải đi Thank you.
Trời còn cao cỡ này, đi sao tới chưa? Ổng chị Tâm. Hả? Ổng không? Sắp đến rồi. Tới rồi. Không có chiếc luôn. Không biết đọc làm gì cái kia. Tới rồi mẹ ơi. Chị biết nói mà chứ. Xuống không? Xe cho nó đó. Xuống không? Đó, anh thấy tự nó xả rồi. Rồi, rồi. Rồi, ọp xuống. Ngồi em. Lê xuống đó nè. Lê xuống. Ủa sao
Ủa cái tượng này tượng khác đồ. Hả? Sáu đô nữa. Ủa cái tượng này tượng khác hả? Ủa cái tượng khác thấy hả? Rồi. Chưa chạy xuống rồi đâu nó đây.
làm gì luôn hả? Dạ. Đó là mình đang quay rồi hả? Các bạn ơi. Tí rồi.
Hello baby ơi. Ô trời ơi, cho em đừng cho em kẹo nữa, mẹ la vậy đó. Đưa cho em kẹo nữa nha cha. Ờ, cháu, miếng thôi. Hello baby. À, à. Đây nè, thì con số baby mệt rồi hả? Baby mệt hả? Hả? À, mệt rồi hả? Mệt chưa? Thì mệt chưa? Hả? Úp úp úp, chị chế đó con. Nè. Chà, cái bộ dặn ra dặn vô đi. Còn ốc ở trong nó bị mòn rồi quá. Hôn em bé đi con. Hôn bé đi con, hôn đi. Hôn em đi. Hôn. Hôn em bé đi. Đây. Baby, con hôn em bé đi. Hello cô Úc đi con. Hello cô Úc. Hello cô Úc. Baby đẹp không? Baby đẹp không? Hello. Hello gốc đi con. Hello gốc đi. Đôi vì đẹp không? Hôm nay đôi vì chia sổ lên thăm bà ngoại nè. Thì à, con mình mới về giờ phải quay vì trời ơi, mạnh quá. Ủa, nhân vật chính xuất hiện rồi nha. Rồi, giống tài tử chưa à? Hello, say hi cô Út đi, hi cô Út đi. Cô Bi, nói hi cô Út. Hi, say hi đi, nói hi. Rồi, giỏi chưa à? Em đi chơi có mình nữa ha. Trời ơi, nó mở cửa cho. Tôi muốn chơi chơi. Đây là anh Đạt bạn trai của Thủy nha bạn. Được tâm hết đi. Đóng qua nó sợ rồi, thấy nó sợ rồi. Không có gió gì, để em đi nhiên. Không có đâu, để chị giớt vậy. Dạ đúng rồi. Cái khủ đó mình để mới rồi, mà mình ăn lộn sổ. Ngon đẹp. Qua lên đây. Cái gì? Suốt cái chừng giác nè. Nó đo rồi. Ở dưới nó còn nhiều, còn bán con nhiều quá. Nó rớt thì nhiều lắm. Không quay lại nè, hai ly là thôi. Không hai ly quán xuyến nhãn luôn anh Đạt. Uống mới có hai ly mà nhìn. Vừa mới hai ly á. Đó mặt. Mới mày mộng lên đấy. Đây là quanh lùng con người hay định. Quanh nhớ đến đây. Thank you.
Đây là cút ghê nữa nè. Anybody else? Come on, you want to give it a try? We're going for choice. Step up, grab your guns. Choice prize, any size. Grab your guns, here we go. We're going for choice. Winner choose any prize, any size. $3 each. Bye.
Sao nó không dùng đèn ta? Cá mập nè. Cá mập ơi. Sao mà mà kìa. Thôi công ở đây là chụp mấy cái. Để nó quay cho coi. Cá mập. Vi, dạ. Này gì con? Là cây súng không? Không. Cây súng đó. Mẹ nhắc mà. Vi đứng mày chụp cho Vi. Lên Vi. Lên xuống đây, lên bên kia. Nó còn tóc gió nữa. Vi dám lên không? Lên lên không sao đâu. Cho con sò này là em không biết. À. Đứng cái chân nào hoài, cái chân gì giống có tặc quá. Đứng thẳng lên. Nó bá cái kia kìa. Ừ. Rồi. Dạ. Đếm nha. Dạ buồn ngủ đi. 1, 2. Thấy ba có gì cá không kìa. Ừ. Ủa hết rồi. Thôi đi bộ qua đó coi. Bẻ ở mình ở túi. Thôi chúc mình vậy đó chị. Hả? Vậy đó. À đâu. Rồi 1 2 3 cười lên. Vi xuống này nhảy đi con. Trời ơi, mệt rồi hả? Trời ơi. Mệt, nhảy. Oh, my God.
đi con, nhảy đi, nhảy, lại đang nhảy đi. Đang nhảy. Giỏi.
hôm nay là ngày mùng 1 Tết, cái gia đình đang ăn cái buổi sáng. Nè bé Phi ăn cái bà cố ăn cơm nè. Ủa quậy vô thấy không có gia đình mình trọng đâu. Thấy nhau đó nè. Mình nói bé Quy đại diện. Đứng đây vô 1, 2, 3 cũng ly nè, cũng vô, cũng ly 1, 2, 3 vô, Hey!
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vậy bé? À, mì ăn chả nha, anh mì chả đi. Cho em uống nước đi. Ăn chả chiên không? Không, cho ăn chảo rượu à. À, làm lo tiếp tục đủ. Ăn chả, ăn chả không? Quà nha. Nha. Cho em miếng nước em uống rồi Dung ơi. Dung. Rồi. Cho em lùng lấy chai nước cho em uống đi, còn em bé nhỏ. Nước hả? Ở đây thôi Nhung, ở đây chạy nè, ở đây thôi. Tay cũng đẹp. Rồi, chụp tay, rồi.
chơi đi. Giống buồn ngủ quá. Như là đây là cảnh ở chùa Hang nè. Gỗ với hầm. Gỗ.
Bữa nào ta đi biển như phì cũng vậy rồi, dính cháu không phì xuống tắm mình. Phì. Nào tắm biển hồi xưa tới giờ gì mà đợt nào đi biển là cũng phì. Bó tay. Đó, tao mặc gì tắm ào ào ào. Tết đợt này tụi bay ở nhà để ba mày chở mẹ đi tắm. Đi tắm biển. Ba là làm vua hai đứa mày. Tết nay ai làm? Ê, con gì con nghe không nghe lỗi chứ không? Đi xác vô. Cái gì mới được con quần xuống nước tụt mà cặp liền cứ đem cặp liền nhớ mình xuống mặt ốc cho nó đi ha cuốc mà đi vậy gì nghe nó mẹ mày nó không thích. Làm gì vậy? Bi. Làm gì vậy? Okay.
Thank you.